Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chiếc Vsmart Star 5 đang chờ thay mới sửa chữa tại didongcaocap.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Vsmart Star 5, cần một địa chỉ thay mới. Các vụ có lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Vsmart Star 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Vsmart Star 5 nói chung, vụ quá trình thay mới sửa chữa vị các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, thay mới camera, máy ảnh, chân sạc, mic, rung, chuông đều có sẵn phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại didongcaocap.vn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với didongcaocap.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship các linh kiện phụ quá trình sửa chữa về Smart Star 5 đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những lỗi liên quan phần mềm như mất bút, mất email, treo logo, sửa các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Vsmart Star 5 đều có phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại didongcaocap.vn. Mọi thắc mắc liên quan dịch vụ sửa chữa Vsmart Star 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại didongcaocap.vn, chỉ cung cấp linh phụ kiện của Vsmart Star 5 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn vị các bạn.